Vào khoảng 2 giờ ngày 15 tháng 12, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân và từ cơ sở, có một số thanh thiếu niên tụ tập thành hai nhóm có dấu hiệu đua xe và coi đua xe trái phép trên tuyến quốc lộ 91 đi qua các xã An Hòa, huyện Châu Thành và xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú. Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Công an tỉnh phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an huyện Châu Thành, Công an xã An Hòa, huyện Châu Thành, Công an xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú thành lập tổ công tác, nhanh chóng triển khai truy bắt trên tuyến quốc lộ 91. Khi lực lượng tuần tra đến khu vực thuộc ấp Bình An 2 xã An Hòa thì thấy có một số xe mô tô và nhóm thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị chạy. Khi thấy lực lượng nhóm thanh niên bỏ chạy, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng các phương tiện để kiểm tra. Một số thanh thiếu niên không chấp hành hiệu lệnh và điều khiển phương tiện bỏ chạy. Tổ công tác đã tiến hành truy bắt được nhóm thanh thiếu niên trên, gồm 12 phương tiện, trong đó có 4 phương tiện người điều khiển bỏ lại xe vắng chủ và 22 thanh thiếu niên liên quan. Sau đó, lực lượng tiến hành kiểm tra, mời các thanh thiếu niên và đưa các phương tiện về trụ sở công an xã An Hòa, huyện Châu Thành để tiến hành làm việc. Qua làm việc kiểm tra, 22 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi, có thanh thiếu niên sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện. Các thanh thiếu niên này ngụ ở huyện Châu Thành, Châu Phú và thành phố Long Xuyên. Bước đầu làm việc, các thanh thiếu niên khai là rủ nhau đến địa điểm trên để tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép nhưng chưa thực hiện được thì bị lực lượng công an bắt giữ. Tổ công tác tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật, tạm giữ các phương tiện nói trên, đồng thời cho 22 thanh thiếu niên làm cam kết không tái phạm.